Xin lỗi, bên ngoài kẹt xe quá. Em đợi lâu lắm phải không? Không sao, đợi được anh đến là may lắm rồi. Phục vụ, cho món ăn lên đi. Dạ được. Tối hôm nay em đã gọi món anh thích nhất đó. Dẫn ba, chúng ta lâu lắm không đến đây đó. Đã đến cách đây 2 tháng rồi mà. Nhưng sau khi anh làm tổng giám đốc, chúng ta chưa từng đến đây đó. Vậy à? Em nhớ trước đây, mỗi lần anh đi nước ngoài về, lần nào anh cũng đưa em đến đây cả. Nhưng hình như lần này về, anh quên mất chuyện đó. Dĩ nhiên à, em biết anh vừa mới nhậm chức, anh phải bận rất nhiều việc mà. Tại sao lúc nào anh cũng có lý do vậy? Cố nha, anh mời em một ly. Xin lỗi em đi. Xin lỗi. Biết cái gì thế chị? Ừ, trời kìa. Ý nhìn chị đẹp quá đi. Trời ơi, trời chịu không nổi luôn á. Chúng mình xong chưa? Hương, rồi. Trợ lý bả. Hai cô đứng đây làm gì? Sao chưa về nhà? Trợ lý bả à, chúng tôi đợi lâu lắm rồi đó. Tôi muốn báo cáo công việc. Được. Cô ấy có nhiều ý kiến hay, anh nghe qua sẽ rất vui đó. Đến phòng làm việc của tôi đi. Này này này, trợ lý bả. Anh không cảm thấy là chúng ta nên chọn một nơi rộng rãi hơn sao? Có không khí hơn để nói chuyện. Ừ, phòng làm việc của anh thì hơi nghiêm túc đó. Tới nói chuyện ở đó, giống y như nói chuyện ở sở công an vậy. Hai cô có ý gì? Muốn đến đâu để nói chuyện đi. À, anh không phải lo đâu, chúng tôi đã thu xếp hết rồi. Thiệt mà, đi thôi, đi đi, đi nào. Đi đi mà, đi đi mà. Đó, vào đi. Vào xe đi mà. Tối hôm qua, mẹ em có gọi điện về đó. Mẹ em cũng đang ở Nam Phi hả? Không, mẹ em đang ở Ý. Cuộc gọi điện đó gọi từ Florence. Nói về chuyện gì? Nói về anh đó. Anh có gì để nói đâu. Mẹ hỏi em, lúc nào anh cưới em? Vậy em nói sao? Em nói... người ta đang bận, không có thời gian để nghĩ đến chuyện này. Dẫn ba, anh không cần thấy em già chứ? Thêm vài năm nữa là thành quái vật rồi đó. Em lại nói nhảm như vậy. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào mà. Nhưng em cảm thấy anh rất lạnh nhạt với em. Em đừng suy nghĩ nhiều, gần đây đúng thật anh rất bận. Không đâu, lời em nói đều là suy nghĩ chân thật của em đó. Nhưng mà em cũng rất hiểu anh. Bây giờ quan hệ giữa hai chúng ta không còn đơn giản như trước đây nữa. Đây là đối tác làm ăn rồi. Là quan hệ đôn đốc và bị đôn đốc đó. Đôi khi em nghĩ em có nên để hạng mục này cho người khác làm hay không đi. Hai người hợp tác với nhau không phải là chuyện tốt đẹp đâu. Như vậy không được. Nếu là người khác thì anh không được yên tâm lắm. Nè, cạn. Đến rồi, đến rồi. Nè, đi xe nè. Nè nè. Wow, trợ lý Mã, anh thấy nơi này như thế nào? Tốt hơn công ty chúng ta nhiều lắm đó. Tôi nhận ra rồi, hai cô muốn làm thịt tôi phải không? Hả? Trong túi tôi không có tiền đâu đó. Trợ lý Mã, anh nói như vậy là không được đâu. Anh nói ai phải trả tiền chứ. Hơn nữa, quản lý của chúng tôi nói rồi, chỉ cần là công việc thì chi phí ăn uống đều được thanh toán lại đó. Đúng vậy, mình đi thôi. Đi đi, đi nè. Đi đi, đi đến. Đi mà. Đi đi mà. Trời ơi, tôi tự đi bên được đó rồi. Đó. Uống ra đi. Ở bên kia kìa. Đi mà, bên kia kìa. Đó đó, bên đó đó. Chúng ta ngồi bên kia. Ngồi xuống đi. À, ngồi đi bà. Ê, phục vụ ơi. Dạ, tới liền. Em không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì nữa. Em cứ cảm thấy giữa chúng ta có cái gì đó đang tan biến.
Cái gì đã tan biến? Xin lỗi cô cần gì? Ví dụ nha, trước đây đối với anh em rất có lòng tin, nhưng bây giờ lòng tin này đang từ từ rời xa em. Vậy sao? Trời Lý Mã, chứ tôi mời anh một ly nha. Anh là thần tượng của tôi đó. Anh cũng là thần tượng của tôi nữa. Thần tượng cái gì? Nghe qua muốn dẫn tóc gái rồi. Các cô đưa tôi đến đây là muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Ví dụ tiếp nha. Bây giờ em cảm thấy anh như người mất hồn vậy. Em cảm nhận ra hai ta ở bên nhau không vui chút nào. Không như trước đây nữa. Nhiên Nhiên à, anh cảm thấy em quá nhạy cảm rồi. Anh đâu có thay đổi gì đâu. Mong được như vậy. Trợ Lý Mã à, bây giờ chúng ta cạn ly trước nha. Nói trước cạn sao? Được, tôi nói. Trợ Lý Mã, anh có thể đổi quản lý phòng kinh doanh chúng tôi đi không vậy? Tại sao vậy? Ông ta làm cho tâm trạng làm việc của tôi bị ảnh hưởng đó. Ông ta ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc của các cô. Anh thấy không? Dáng vẻ của ông ấy như vậy. Vậy cô muốn ông ta dáng vẻ thế nào? Dù ông ta có dáng vẻ như thế nào cũng không nên có dáng vẻ như vậy mà. Nghe giọng nói của ông ta giống như bị người ta bóp cổ gì đó. Còn nữa, mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa, ông ấy đều không ngừng dò vô bụng của mình. Dò như vậy suốt cả buổi chiều luôn. Đã vậy còn nứt cục nữa. Còn gì hơi nữa. Không có kỳ kỵ gì hết. Mỗi lần tôi làm sai đều tại ông ấy hết á. Còn nữa, một người như vậy đi qua đi lại bên cạnh chúng tôi, làm sao không ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc được. Vậy các cô muốn tìm một người thế nào đây? Một người giống như anh vậy đó. Có lông mi dài, có mũi cao, có đôi môi đẹp, có cái đầu trọc bóng loáng luôn. Như trứng gà vậy. Như trứng vịt. Trứng gà. Như trứng vịt. Như trứng gà. Trứng vịt mà. Như trứng gà. Như gà đó. Đủ rồi. Trợ Lý Mã đừng giận mà. Trợ Lý Mã đã nói đừng giận mà. Tại cô đó. Hay tại cô như vậy tôi sẽ về đó. Tại cô thì có. Đừng có nói nữa. Trợ Lý Mã đừng có giận mà. Tại cô đó. Tại cô. Trợ Lý Mã. Bữa nay cũng vui quá hả? Họ giảng tổng. Coi bộ chạy đợt trọc này cũng có nhiều người thích lắm. Em không biết sao. Chúng tôi đến đây để bàn công việc thôi. Dạ phải. Dạ bàn công việc. Bàn công việc. Cái gì đó bàn công việc hả? Dạ đúng vậy. Nghỉ cuối tuần cũng không cho chúng tôi nghỉ. Biện chết đi được. Được rồi. Công việc cứ để lại công ty đi. Chúng tôi đi hát đi. Đi hát với chúng tôi được không? Đi hát đi hả? Đừng có dè nữa. Trợ Lý Mã, đi thôi, cùng đi nha. Đi nào. Tôi không đi, mọi người đi đi. Đi đi. Trợ Lý Mã, đi đi mà. Nè. Đi đi nha. Đi. Đúng rồi đó, mà đi hát thì cho vui lắm, vui lắm á. Đi thôi, đi thôi. Đi đi. Nè, Mã hát. Nhanh lên đi. Nè, sao còn không dậy trống? Nè, tôi có thể không lên đó được không? Người hai làm việc với cậu có vấn đề gì nữa đây? Tới cũng tới rồi, sao còn nói với tôi là không lên đó? Đây là nhà em gái của tôi đó. Nó nói gần đây mới mua một dàn âm thanh rất là cao cấp, tốt hơn phòng karaoke nữa đó. Đi thôi. Ung thư gan. Anh không thể kết hôn với em nữa. Em rất muốn biết ngày tháng còn lại của một bệnh nhân ung thư gan là như thế nào. Cô ta không được xinh đẹp như em, nhưng cô ta có một người cha tốt. Anh phải làm người thành đạt. Cơ hội quan trọng hơn sự nỗ lực em có biết không? Tất cả mọi việc mà anh làm, anh đều không muốn tổn thương em. Sao
Mã hết. Quá cùng đi. Nhanh lên, đi đi. Sao anh đứng đây một mình vậy? Ăn trái cây đi. Cảm ơn, tôi không ăn. Sao anh không hát với mọi người? Cứ để họ hát đi. À, xin lỗi, đợi một chút. Đúng rồi. Em biết mà, em sẽ nghe lời anh. Nè, vậy anh có nghe lời em không? Anh có ăn trái cây mỗi ngày không vậy? Nhớ chứ. Ngày nào cũng nhớ hết. Đáng ghét thật. Đi đâu cũng nhớ được chưa? Ừ, em biết rồi, anh yên tâm. Ừ, chúc ngủ ngon. À, vừa rồi là bạn trai của tôi gọi điện thoại đó. Hiện giờ anh ấy đang ở miền Tây. Tôi biết. À, hai người gặp nhau ở công ty rồi. Vậy mà tôi quên mất. Đúng vậy. Bạn trai của tôi đẹp trai lắm phải không? Đẹp trai lắm. Tiếc là bây giờ tôi không thể gặp anh ấy. Xa cách hai nơi như vậy, đúng là chuyện rất đau khổ. Đúng vậy. Tôi từng có cảm nhận như vậy. Anh cũng có bạn gái ở tỉnh ngoài sao? Thật ra thì có. Cũng là cách biệt hai nơi. Lúc đó, mỗi ngày chúng tôi đều có liên lạc qua điện thoại. Còn bây giờ thì sao? Chia tay rồi. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Không sao. Bây giờ tôi đã học được cách ung dung để đối mặt với mối tình trong quá khứ. Nhìn cô ta cũng được lắm. Tuyệt đối không phải là hạng người xấu. Nhưng vị hôn phu của tôi đúng lúc đã đi theo cô ta. Cô ta không biết anh ta là người thế nào. Chắc cô ta không biết đâu. Cho nên cô ta là người vô tội. Mời vào. Trợ lý Mã, tôi gặp anh có chút chuyện. À, mời ngồi. Dạ. Cái này là giảng tổng chuyển đến phòng thí nghiệm chúng tôi. Đây là bản báo cáo yêu cầu công ty chi nhánh miền Tây. Báo cáo yêu cầu? Yêu cầu điều gì vậy? Họ cảm thấy trung tâm nghiên cứu cỏ Yaro được đặt ở công ty chi nhánh miền Tây, chứ không phải là tổng bộ ở Thượng Hải. Lý do đâu? Lý do đều được ghi trên đây rồi. Giảng tổng xem qua chưa? Anh ta có ý kiến không? Anh ta kêu chúng ta xem trước, sau đó sẽ thảo luận với anh ta. Được, tôi biết rồi. Vậy để tôi xem lại nha. Được, tôi xin phép về trước. À, cảm ơn. Chào anh. Xin chào, tôi là Mã Hách đây. Này Mã Hách, tôi muốn nói với cậu chuyện này. Chuyện gì vậy? Trong hai hôm tới, tôi muốn cho bản thân tôi nghỉ phép vài ngày. À, nên lắm. Gần đây anh mệt mỏi lắm rồi, đúng là nên nghỉ phép cho thoải mái. Tôi đang nghĩ tôi nên đi Hạ Môn. Ở đó có không khí trong lành và có thể bơi lội nữa. Ờ, hình như Hạ Môn cũng vui lắm đó. Cậu chưa từng tới Hạ Môn sao? Chưa. Vậy cậu cùng đi với tôi đi. Hai chúng ta cùng đi chắc là vui lắm đó. Đi nghỉ mát một mình thì buồn lắm. Hơn nữa cậu đã bận nhiều việc như vậy, cũng nên nghỉ ngơi. Nhưng mà ở đây tôi còn rất nhiều việc phải làm. Công việc thì không bao giờ làm hết được. Không sao đâu, hai hôm sau trở về mới tính đi. Giảng tổng, tôi đang chỉnh sửa bản kế hoạch về trung tâm nghiên cứu cỏ Yaro. Mới đây chủ nhiệm Dương còn mang đến một báo cáo yêu cầu của công ty chi nhánh miền Tây nữa. Tôi chưa xem đó, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
anh tìm người khác đi với anh đi nha. Ai đi với tôi chứ? Cậu nói đi, cô ai có thể đi? Tôi thấy Nhiên Nhiên cũng thích hợp lắm đó. Cậu đừng nhắc đến cô ta nữa, hai chúng tôi gặp nhau là cãi liền à. Cho dù không cãi nhau, tôi nhìn thấy cô ta cũng căng thẳng lên. Tôi đến đó là để nghỉ ngơi, đi được thoải mái. Nếu cô ta đi thì tôi còn được thoải mái không? Anh tìm người khác đi. Tôi cảm thấy con người cậu đúng là có bệnh đó. Mê có việc đến mức như một chứng bệnh rồi. Kêu đi chơi mà cậu còn tìm cách từ chối nữa. Tôi chưa bao giờ gặp người nào như cậu vậy. Thôi đi, chuyện này cũng không gấp lắm đâu. Cậu suy nghĩ lại đi. Nếu cảm thấy cần thiết, chúng ta có thể bàn công việc ở Hạ Môn được mà. Bàn công việc trong lúc tắm nắng ở trên bãi biển đó. Hoặc là ngâm mình dưới nước biển, không mặc gì cả cũng được mà. Thoải mái biết bao. Được rồi, cậu suy nghĩ lại đi. Thứ hai trả lời cho tôi biết. Không mặc gì cả. Ê, sao em đến đây vậy? Sao nữa rồi? Có chuyện gì nữa vậy? Anh ta muốn em đi Hạ Môn với anh ta, còn muốn đi bơi nữa. Nếu em mà mặc đồ bơi, không phải lộ hết sao? Đúng rồi. Tại sao lúc nào cũng gặp chuyện hết vậy? Nhất định muốn em đi sao? Anh ta rất kiên quyết, không muốn người khác đi cùng, chỉ muốn em đi với anh ta thôi. Vậy thì em hãy nói cho anh ta biết là em không đi. Dù anh ta kiên quyết cách mấy em cũng nói là không. Còn cớ gì để nói nữa? Em nói em bận công việc đi. Em nói ông chủ à, công việc quan trọng hay là nghỉ mát quan trọng. Yên tâm đi, chuyện này nhất định chống đỡ được mà. Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Chân này nữa. Không đơn giản như chị nghĩ đâu. Vậy thì chị hết cách rồi. Hết cách rồi? Nè, em nói cho chị biết, tối nay chị phải nghĩ cách gì cho em đó. Chị không có cách đâu. Làm ơn đi. Ê, chị biết rồi. Em cứ đi với anh ta. Sau đó là anh ta xuống biển. Em nói tôi sợ nước, anh ta cởi đồ còn em không cởi. Nếu anh ta nhất định muốn em cởi thì sao? Như vậy thì em hãy mắng anh ta là đồ lưu manh. Sau đó em bạt tay anh ta. Thôi đi. Ơi, ơi, em đừng có ép buộc chị. Chuyện này chị không có cách đâu, xin lỗi nha. Nè, nè. Ôi, trời ơi. Sao chị ngủ vậy? Ôi, trời ơi, em làm cái gì vậy? Em kêu chị nghĩ cách, chị nghĩ ra chưa? Chị không phải là đang nghĩ hay sao? Em nói cho chị biết, tối nay chị không nghĩ ra, chị đừng học mà ngủ được với em nha. Trời ơi, dậy đi. Em phục chị rồi đó. Tại sao nhanh như vậy đã ngủ mất rồi? Nghĩ ra cách đi. Em làm cái gì vậy? Chuyện nhỏ như vậy có cần phát rầu như vậy hay không? Em không đi thì không đi, ta có thể làm gì được em chứ? Hay là như vậy đi. Em nói nhà em có người lớn tuổi bị bệnh, em phải về nhà, sau đó tắt điện thoại di động luôn, không ai có thể tìm được em. Đây cũng là một ý kiến hay. Ngày mai em sẽ thăm dò thái độ của anh ấy như thế nào. Nếu anh ấy nhất định muốn em đi với anh ấy thì... Thì em sẽ làm như chị nói. Cha trợ lý Mã. Tiểu Châu, sao hai hôm nay không gặp cô vậy? Tôi bị bệnh. Bây giờ khỏe chưa? Khỏe nhiều rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Thank you.
Mời Giao. À, chào trợ lý Mã, giải tổng dặn rồi, muốn anh cùng đi đón khách với anh ấy. Đón khách? Đón ai vậy? Giản tổng nói đây là một khách hàng rất quan trọng, anh ta đang đợi trên xe đó. À, được, tôi biết rồi. Chuyến xe lửa 10 giờ, thời gian cũng khá cấp bách, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Được, đi. Hôm nay chúng ta đi đón ai vậy? À, khách hàng đến từ Bắc Kinh. Cậu không cần bận tâm nữa, để Tiêu Dương đón được rồi. Có ý gì đây? Chúng ta đi để làm gì? Chúng ta có chuyện của chúng ta mà. Là chuyện gì? Đi hả Môn? Vé xe lửa tôi đã mua rồi, có chỗ nằm nữa. Thật ra tôi cũng định đi bằng máy bay, nhưng không có giấy chứng minh của cậu, tôi không có cách nào mua vé máy bay. Sau đó nghĩ lại, xe lửa cũng được lắm. Lâu lắm tôi không có đi xe lửa rồi, ngồi xe lửa cũng cảm thấy thoải mái. Nè, không được đâu, tôi chưa chuẩn bị gì hết, tôi không đi được. Chỉ là 3-4 ngày thôi, cần phải chuẩn bị gì chứ. Yên tâm đi, mắt kính mát, quần bơi, quần áo đi chơi, tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi. Tôi sắp trở thành mẹ của cậu rồi, không có muốn gì nữa đây. Không được, không được, tôi không đi được. Công ty có hàng đống công việc mà. Con người của cậu đúng là có bệnh đó. Tôi không cần biết, tóm lại là hôm nay phải đi. Ê, nè. Trương Phó Tổng, ông tìm tôi hả? Tôi nghe tài xế Dương nói Giảng ba đã đưa má hách đi chơi rồi phải không? À, đúng vậy, họ đi bơi ở Hạ Môn, tâm trạng tốt thiệt á. Tôi có muốn đi chơi luôn. Hả? À, sao? Có gì lạ hả? Chẳng lẽ tôi không thể đi chơi sao? Không không, Trương Phó Tổng à, ông bận tâm cho công ty nhiều rồi, ông nên đi giải khuây lâu lắm rồi mà. Ông định đi đâu vậy? Miền Tây. Đến chỗ Tây Khang à? Đúng. Anh đặt vé máy bay giùm tôi đi. Tôi muốn đến chỗ Tây Khang chơi vài ngày, chơi thật vui. Dạ, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Hôm đó tôi không có cách nào thoát khỏi anh ta, cuối cùng vẫn bị anh ta kéo lên xe lửa. Trên xe lửa, lúc nào tôi cũng suy nghĩ, đây có phải là chuyến đi cuối cùng giữa tôi với anh ta không? Thậm chí tôi còn nghĩ tôi sẽ làm như thế nào. Đứng giữa bầu trời xanh và biển cả bao la, tôi sẽ ngoan ngoãn nói cho anh ta biết gương mặt thật của tôi. Sau đó trước khoảnh khắc anh ta to tiếng với tôi sẽ xoay người bỏ đi, để lại hàng đống dấu chân trên bãi cát cho anh ta, không quay đầu lại nữa. Nhưng tiến triển của sự việc luôn làm người ta phải bất ngờ. Chuyến xe lửa đó, sau khi chuyển bánh vài tiếng đồng hồ, bỗng nhiên không thể chuyển động nữa vì nước lũ trong mùa hè. Đoạn đường rẽ phía trước đã bị hư hỏng. Cuối cùng, Giảng Ba vẫn bị tôi thuyết phục, không lãng phí thời gian ngồi đợi trên xe nữa, quyết định xuống xe ở dọc đường, không đi bơi nữa, thay vào đó là đi leo núi. Nè, nhanh lên đi, mặt trời xuống núi thì trời tối lắm đó. Kêu cái gì chứ, đi đến chân tôi phòng rộp rồi, đau chết thì được. Ôi, anh yêu kiều lắm rồi đó. Để tôi xem, chân nào. Không còn nói nữa, được bơi lộ mà không chịu đi, leo núi làm gì không biết. Leo núi mệt muốn chết luôn à. Coi anh kìa, yểu điệu thì không nói. Đến cũng đến rồi, đi chơi cũng đi chơi rồi. Anh đừng có lết hết nữa, không có gì đáng để lết hết hết. Trương Phó Tổng mà, chuyến bay là 10 giờ sáng mai, để tôi đưa ông đi nha. Được. À, ông định ở lại mấy ngày? Chắc là khoảng 5-6 ngày thôi. Anh tưởng tôi đến đó chơi hả? À, tôi có việc đó thôi. À, tôi nhận ra mà. Anh nhận ra rồi sao? Ông đến đó là vì trung tâm nghiên cứu cõi Charo, bên phía Tiên Hàng đã gửi báo cáo về rồi, đúng không? Tin tức của anh cũng khá nhanh đó chứ. Nhưng lúc hai người không có ở đây, tôi mới đến đó xem thử. Tôi là người kêu anh ta làm bản báo cáo này đó. Tôi muốn anh ta biết hàm ý của bản báo cáo này là cái gì. Nó có liên quan đến khoản tiền đầu tư 10-20 triệu đó chứ. Nếu chúng ta làm được điều này á, thì cả giáng cờ của chúng ta bảo đảm sẽ sống lại thôi. À, thưa Hà Dị, món ăn của Hà Dị đến đủ rồi. À, ngoài ra phòng của Hà Dị tôi cũng đã chuẩn bị xong. Mời Hà Dị dùng ha. Cảm ơn. Dạ. Ừ.
Chỗ ở của anh trước đây đều là khách sạn 5 sao. Đây là lần đầu tiên đến trang diện nhà nông này có phải không? Ừ, đúng là lần đầu. Tôi biết ngay mà. Anh thấy ông chủ vừa rồi không? Nhìn mắt anh là biết anh không ổn rồi. Trong lòng người ta nghĩ, chỉ cần nhìn qua thì biết anh là thiếu gia nhà giàu rồi. Anh biết không, loại ông chủ này là người chuyên cắt cổ người khác. Đặc biệt là vào đêm trăng thanh gió mát như vậy nè. Tối hôm nay anh giữ nhiều lành ít rồi. Cười gì vậy? Sợ không phải không? Tôi biết ngay là anh sẽ sợ mà. Ai sợ gì chứ? Đây chỉ là diễn xuất để phối hợp với cậu thôi. Còn cãi nữa. Nè, cạn ly. Tôi sợ nhất là rượu đế. Trời. Trời, anh nặng quá. Đỡ rồi. Ráng chút đi. Ráng một chút đi. Không phải chứ. Nè, dậy đi, đi tắm đi. Mẹ trời ơi, đi tắm đi. Leo núi cả ngày rồi, khắp người hôi rình hà. Đi tắm đi, ngủ dậy hả? Trời ơi, làm biến quá, làm biến quá đi. Ở đây không phải là nhà mình sao? Anh nè, nói gì? Tôi thấy đúng là một cậu bé rồi đó. Lúc nào cũng phải chăm sóc. Đứng dậy đi, nhanh lên. Trời ơi, nhanh đi tắm đi. Đi tắm đi. Sao có cái giường vậy? Không cái mền à? Ông chủ! Ông chủ ơi! Ông chủ! Dạ dạ, tới ngay tới ngay. À, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Ông chủ! Không phải đã nói với ông là phải hai phòng sao? Sao bây giờ có một phòng hả? Vì bây giờ là mùa du lịch cao điểm, người ta thuê hết phòng rồi. Tôi mặc kệ, tìm cho tôi một phòng nữa. Anh bạn trẻ à, tôi chỉ có mấy phòng này thôi, hơn nữa đều có người thuê rồi. Có phòng mà còn dồn 3-4 người vô đó. Làm gì có một phòng một người chứ. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Xin lỗi nghe. Mà hết à? Khăn của tôi để trong túi sách á, cậu lấy giùm tôi đi. Tới lượt cậu à. Đóng cửa là cái gì không biết nữa. Cậu không mang theo quần áo để thay, cậu mặc của tôi đi. Thank you.
Là biến quá, dậy đi, dậy đi. Tôi mơ thấy tôi đang ở chung với một cô gái quá xinh đẹp luôn. Nè, tôi quần cũng ngon không? Tôi có ngái không? Anh dậy giùm đi. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là phải chinh phục ngọn núi đó. Lẹ đi. Còn leo núi nữa hả? Leo chưa đủ sao? Không khí tốt thật. Cậu đi nhanh chút đi, chậm như rùa vậy. Đồ giày của anh mà không vừa gì hết à? Cậu quá nhiều lý do à. Thoải mái rồi. Ơi Mã Hát à, Mã Hát đâu mất tiêu rồi? Đi tiểu. Nè, tôi không phải là con gái, cậu đi xa vậy làm gì? Bạn được nói là không tin nha. Lần đó quả thật tôi đã thành công. Thật ra đứng tiểu không có khó như tôi tưởng tượng. Mấu chốt là phải có tư thế. Có tư thế là được ngay. Em có bản lĩnh thiệt. Nói đi là đi. Chị biết không? Em cũng không còn cách nào khác. Em nói thì tốt rồi. Chị chơi vui vẻ lắm. Em có biết hai ngày nay chị sống làm sao không? Lúc nào cũng lo lắng, suốt đêm không thể nào chợp mắt được. Chị sợ em bể mánh xảy ra chuyện đó. Đúng là xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Là chuyện lớn gì vậy? Lần trước dì đã nói, người có nhóm máu có chụp sao như em, một khi đã yêu thì kết quả đó sẽ như thế nào chứ?
phải là sẽ chết không? Chuyện đó không phải là chị nói mà là người ta nói. Không được. Cứu em với. Em đã yêu anh ta rồi. Trương Phó Tổng, Tây Khang đang làm gì bên đó vậy? Thật ra anh ta không cần làm gì hết. Chuyện anh ta cần làm chỉ là một chuyện thôi. Đó là phải tìm đủ mọi cách để bản báo cáo yêu cầu đó phải được thông qua. Dạ dạ dạ. Tôi đến đó lần này là để tẩy não cho anh ta. Tôi đã bàn với anh ta suốt mấy đêm liền. Trương Phó Tổng mà, không phải tôi muốn nói anh chàng Tây Khang này nghe. Cách làm việc của anh ta cũng quá chậm chạp rồi. Ông nói đi, bản báo cáo đó đã đưa lên trên lâu như vậy, ngay cả tiếng tăm gì cũng không có. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần không được thì bốn lần, dù sao cũng không thể để mãi như vậy. À, đúng vậy. Trương Phó Tổng à, tôi thấy ông nên đích thân đứng ra bàn với giảng ba đi. Điều này cô phải nhắc nhở tôi sao? Nếu không thì tôi đến công ty phía Nam để làm cái gì? Sau khi tôi đi thì tôi mới có quyền phát ngôn chứ. Hey, Trương Phó Tổng à, ông vẫn là người có suy nghĩ thấu đáo. Ôi da. Trương Phó Tổng, ông sao vậy? Có lẽ vì tôi ăn hơi bị nhiều nên bị tiêu chảy. Hay là... Ở bên đó ngày nào tôi cũng ăn, bữa nào cũng uống. Hay là vậy đi, để tôi đưa ông về nhà nghỉ vài ngày nha. Nghỉ ngơi hả? Tôi làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Đầu óc của tôi đều là công việc. Về công ty đi. Nhanh lên. Lên nè. Nè, đến phòng y tế lấy thuốc đi. Nhanh lên. Trương Phó Tổng, Trương Phó Tổng, thư ký Tần. À, trợ lý Mã đó hả? Ông đang làm gì ở đây vậy? Trương Phó Tổng vừa mới đi công tác trở về, vừa về tới thì đã bị tiêu chảy, cho nên tôi phải lấy thuốc cho ông ta. Trương Phó Tổng đi công tác ở đâu? Đến công ty chi nhánh miền Tây. Đến đó làm gì? Cậu cũng biết đó, công ty chi nhánh miền Tây chỉ có Tây Khang đơn thương độc mã như vậy. Trương Phó Tổng không có yên tâm. Ông ấy đã đến đó tiến hành rất nhiều cuộc điều tra nghiên cứu, không phải là vừa về đến thì cực khổ quá rồi mà. Ông ta đến đó bao lâu? 5-6 ngày thì phải. Ông ấy xong rồi, để tôi đưa thuốc qua đó.